Thưa quý vị và các bạn, thời tiết khu vực Hà Nội những ngày đầu tháng 10 này đang ở giai đoạn đẹp nhất trong năm. Trời không mưa, lạnh về đêm và sáng, có nắng hanh về trưa và chiều, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 23 đến 33 độ. Tranh thủ thời tiết đang thuận lợi, ngành nông nghiệp Hà Nội đã hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện đồng bộ các biện pháp khắc phục hậu quả, khôi phục chăn nuôi và phòng chống dịch bệnh sau bão lũ. Cụ thể, vật nuôi được hướng dẫn chăm sóc, nuôi dưỡng chu đáo, cung cấp đầy đủ thức ăn, nước uống, đảm bảo chất lượng. Đối với gia súc già yếu và gia súc non, cần có chế độ chăm sóc đặc biệt, tăng cường các loại thức ăn bổ sung và giàu dinh dưỡng nhằm đẩy nhanh quá trình hồi phục. Thực hiện vệ sinh, khử trùng chuồng trại bằng vôi bột, hóa chất và tiêu độc khu vực chăn nuôi trước khi đưa vật nuôi trở lại. Thường xuyên thực hiện vệ sinh khu vực và dụng cụ chăn nuôi, thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi không để gây ô nhiễm môi trường. Thực hiện tốt việc quản lý, chăm sóc đàn vật nuôi, tuyệt đối không chăn thả vật nuôi ở những khu vực bị ô nhiễm. Chủ động tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine phòng bệnh cho vật nuôi, theo dõi để phát hiện sớm, xử lý kịp thời vật nuôi mắc bệnh, nghi mắc bệnh, báo ngay cho chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn thú y để điều tra, xử lý ổ dịch theo đúng quy định. Không giết mổ, mua bán động vật ốm chết, không vứt xác động vật chết do mắc bệnh ra ngoài môi trường. Để chuẩn bị cho tái đàn và khôi phục sản xuất, người chăn nuôi cần lựa chọn con giống có nguồn gốc rõ ràng, được cung cấp bởi những cơ sở cung ứng có uy tín, có giấy chứng nhận kiểm dịch, tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine theo quy định, không tái đàn khi chưa đảm bảo về môi trường và an toàn dịch bệnh. Các ngành chức năng của thành phố và các địa phương tiếp tục thực hiện hỗ trợ cho người chăn nuôi về cơ chế, chính sách vay vốn để nhanh chóng khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh. Bên cạnh đó, người chăn nuôi cần tiếp tục theo dõi, cập nhật diễn biến thời tiết, khí hậu trên các phương tiện thông tin đại chúng để chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh thiên tai. Đài Hà Nội sẽ tiếp tục cập nhật tình hình thời tiết trong bản tin 18 giờ 25 phút hôm nay và các bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.